lâu mới nha anh chị ơi. Đây đó, ở 882 nhà mới về cặp bến liền luôn, em lên cho anh chị liền nè. Rất là dễ thương nha anh chị đó, thiết kế vuông vức nè, thấy không? Trên đây hỗ trợ cho anh chị là thay đổi được tông giọng người già trẻ con nè. Kế bên là mình có thể là tăng giảm ghi vợp nè, đấy lo nhỏ hay rất hay nha, tăng giảm ghi vợp nè. Có chế độ cắt lời luôn nha anh chị. Ngoài sau á thì hỗ trợ cho anh chị là nhiều cổng kết nối như là AUX nè, cổng 3.5 đó, lấy nhạc từ máy tính laptop nè, TV cũng được nhá. Thẻ nhớ và có kể cả USB nữa. Anh chị em nào thích xem phim á, đó thì mình có thể dựng cái đây nè. Đó, mình dựng cái máy mình trên đây nè, mình vừa hát karaoke mình vừa xem phim vẫn được nha anh chị. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, đi kèm còn có hai micro nữa nè. Đây đã, mình làm cho anh hát thử cho anh chị nghe thử nha. Alo, alo, alo. Đấy. Trước nè, kể trước là nó hú. Đó. Siêu hời luôn, nhanh tay bấm số giao hàng. Thắc mắc gì cứ để lại dưới comment đi, em trả lời hết cho nha.